Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Sĩ Phương, tới từ VN Badminton. Trên tay mình đây là ba sản phẩm vợt cầu lông VNB V200 xanh, VNB V200 đỏ và VNB V200 hồng. Thì hôm nay mình sẽ đo thông số của ba sản phẩm này cho các bạn tham khảo nhé. Về phần công nghệ thì cả ba sản phẩm này đều được tích hợp một số cái công nghệ cơ bản như là khung vợt được cấu tạo có dạng là isometric. Thì đây là một cái công nghệ mở rộng điểm ngọt, giúp người chơi nếu mà đánh lệch khỏi cái tâm ra ngoài á, thì vẫn sẽ cung cấp một cái lực đẩy giúp người chơi có thể đánh cầu mạnh và chuẩn xác. Về công nghệ thứ hai thì cái vành vợt của ba cái cây vợt này đều được vát mỏng hơn một chút, khá giống với BS12. Thì với cái công nghệ này á, sẽ giúp cây vợt giảm lực cản không khí, giúp người chơi có được những cú vung vợt được nhanh và chính xác hơn. Thì cả ba sản phẩm này đều được cấu tạo từ carbon hemodolute graphite. Thì đây là một cái loại carbon được sử dụng rất là thông dụng trên các cây vợt trên thế giới. Thì nó mang lại cái độ cứng cáp rất là cao, có thể căng đến tối đa là 30 lbs. Và bây giờ hãy cùng theo chân mình đo ba cái sản phẩm này bằng máy đo chuyên dụng, xem coi nhà sản xuất có làm các cái sản phẩm vợt này đúng với cái thông số đề ra không nha. Đầu tiên mình sẽ đo thông số của cây vợt VNB V200 xanh, 83.9g, thì là khá chuẩn với cái thông số mà nhà sản xuất đề ra là 82.2g. Tiếp đến là cây VNB V200 đỏ, 81.3g, thông số cũng khá là chuẩn nha các bạn. Cuối cùng là cây VNB V200 hồng, cây này khá là nhẹ nha, 77.5g. Thì nó cũng khá là chuẩn với cái cây vợt nặng 75.2g. Tiếp đến là mình sẽ đo cái điểm cân bằng của ba cây vợt này. Đầu tiên là với cây VNB V200 xanh thì cây này là 300.3mm, để mình đo thử xem có đúng không nha. Tầm cây vợt cái độ điểm cân bằng của nó là khoảng 298 nha các bạn, cũng khá là chuẩn xác với cái thông số mà nhà sản xuất đề ra. Tiếp đến là cây VNB V200 đỏ thì cây vợt này có điểm cân bằng là 295.3, để mình đo thử coi có đúng không nha. Nó nằm ở khoảng 291mm nha các bạn, cũng khá là chuẩn xác. Và cuối cùng là cây VNB V200 hồng, điểm cân bằng của nó là 300.3, mình cũng đo thử luôn nha các bạn. Nó khoảng là 301mm nha các bạn. Tiếp đến mình sẽ đo cái độ swing của cây vợt của cây vợt VNB V200 xanh cho các bạn xem nha. Tám mươi lăm phẩy năm kg trên 1 cm², thì đây là một cây vợt hơi thiên hướng về tấn công nha các bạn. Tiếp đến mình sẽ đo cái swing của cây V200 đỏ, 82kg trên 1 cm², thì đây là nó hơi, cây vợt này hơi thiên về công thủ toàn diện. Và cuối cùng là cây VNB V200 hồng, 79kg trên 1 cm², thì cây vợt này khá phù hợp dành cho các bạn nữ. Và cuối cùng mình sẽ đo về cái thông số độ cứng của đũa vợt, thì cả ba sản phẩm này đều có cái độ cứng là từ 9 đến 10, và nó nằm ở mức dẻo nha các bạn. Đầu tiên là với cây VNB V200 xanh, và cây VNB V200 xanh có độ cứng là 9.146. Tiếp theo là mình sẽ đo cái cây VNB V200 đỏ nha. Thì cái cây này độ cứng của nó cũng nằm ở mức từ 9 đến 10. À, 8.938 nha. Thì cái mức này nó cũng khá là chuẩn với nhà sản xuất đề ra. Nó lệch khoảng 0.1. Và sản phẩm cuối cùng là cây VNB V200 hồng. Thì mình cũng cùng xem thử cái độ cứng của cái cây này là bao nhiêu nha các bạn.
Và máy đo được cái độ cứng của cây V200 Hồng là 9,104. Tổng kết lại thì với sản phẩm vật lông Vinbi V200 xanh thì cây vật này là một cây vật hơi thiên hướng về tấn công, phù hợp cho những bạn mới tập chơi mà yêu thích lối chơi chuyên công. Với cây Vinbi V200 đỏ thì cây vật này hơi nhẹ, hơi cái độ nặng đầu của nó hơi nhẹ hơn so với V200 xanh, thì cây này dành cho như phù hợp dành cho những bạn mới chơi mà yêu thích cái lối chơi công thủ toàn diện. Cuối cùng là cây Vinbi V200 Hồng này thì các bạn thấy cái màu sắc của nó là khá là phù hợp dành cho phái nữ. Thì cái đây là cũng là một cái cây vật nhẹ, trọng lượng chỉ có 5U thôi, phù hợp dành cho những cái bạn nữ mà yêu thích cái lối chơi đánh đôi mà ở trên lưới. Chốt lại thì ba sản phẩm này sẽ phù hợp dành cho người mới tập chơi, và sắp tới các bạn muốn mình làm review về các sản phẩm gì nhớ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng tìm vợt và làm cho các bạn.